Kính thưa quý vị, trong những năm tháng sống xa quê hương thân yêu, ai trong chúng ta cũng chạnh lòng nghĩ tới những kỷ niệm ngày xưa. Kim Long xin kính gửi đến quý vị nhạc phẩm Quê hương tuổi thơ tôi của Từ Huy. Kính mời quý vị cùng nghe. Một ngày ơi.